Bản tin trưa ngày 10 tháng 8 Truyền thông nhà nước Trung Quốc xem nhẹ cuộc diễn tập trên biển đầu tiên giữa Việt Nam và Philippines Biên giới ở vùng Cớt thất thủ, quân tiếp viện của Nga ồ ạt kéo đến để ứng cứu Báo cáo cho biết Tổng thống Vladimir Putin dần dữ khi biên giới đất nước bị quân đội Ukraine đột kích Giới lãnh đạo quân đội Nga bị chỉ trích sau khi một đoàn xe quân sự ở vùng Cớt bị phá hủy Ukraine khẩn cấp di tản 20.000 cư dân ở khu vực biên giới giáp danh với Nga để tránh trả đũa. Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ phát hiện hàng trăm mảnh vỡ hỏa tiễn Trung Quốc bay trên quỹ đạo trái đất. Cảnh báo về vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc giữa sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Kim Chi xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin trưa của Đại Kỳ Nguyên. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 8. Vừa rồi là phần điểm tin, sau đây là nội dung chi tiết. truyền thông nhà nước Trung Quốc xem nhẹ cuộc diễn tập trên biển đầu tiên giữa Việt Nam và Philippines. Kính thưa quý vị, hôm 9 tháng 8, tàu cảnh sát biển Việt Nam CSB-8002 và tàu tuần duyên PAP Gabriela Slang của Philippines đã tiến hành diễn tập trưng đầu tiên trên Biển Đông. Một số phương tiện truyền thông, bao gồm cả Nikkei Asia của Nhật Bản, đã đưa tin về cuộc diễn tập và tuyên bố rằng sáng kiến này nhằm mục đích chống lại Trung Quốc. Tuy vậy, Tờ Global Times, tức hoàn cầu thời báo, cơ quan ngôn luận của nhà nước Trung Quốc đã xem nhẹ hoạt động này. Ấn phẩm tuyên truyền của Bắc Kinh mô tả cuộc diễn tập chung của hai quốc gia láng giềng ở Biển Đông không nên bị hiểu sai. Tờ báo này cũng nói rằng báo cáo của các phương tiện truyền thông thân phương Tây đã bỏ qua thực tế một tàu hải quân của Việt Nam hiện đang có chuyến thăm hữu nghị tới Trung Quốc và cuộc diễn tập giữa Philippines và Việt Nam là sự hợp tác bình thường giữa các quốc gia có chủ quyền và không liên quan trực tiếp đến các tranh chấp trên biển. Cụ thể, Hoàn Cầu Thời báo đã đề cập tới tàu khu trục có hỏa tiện dẫn đường năm Trần Hưng Đạo của Việt Nam đã đến cảng Hải quân Trạng Giang ở Quảng Đông hôm 7 tháng 8, trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Ngoài ra tờ này cũng nhắc lại, Trung Quốc và Việt Nam thường tổ chức các cuộc diễn tập trung trên biển. Ví dụ vào tháng 6, hải quân của hai nước đã kết thúc cuộc tần tra chung lần thứ 36 của họ tại Vịnh Bắc Bộ. Đề cập tới cuộc diễn tập của Hà Nội với Manila, Hoàn Cầu Thời báo nói rằng hai bên chỉ diễn tập, thực hành chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đây là hoạt động hoàn toàn bình thường. Tuy vậy, tờ báo này đã dẫn lời chuyên gia Đinh Đô, phó giám đốc Viện luật và chính sách hàng hải tại Viện Nghiên cứu Biển Đông của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh duy trì lập trường rõ ràng về hợp tác quốc tế không phản đối hoặc can thiệp vào sự hợp tác của các quốc gia khác, miễn là họ không nhắm mục tiêu vào một quốc gia thứ ba hoặc xâm phạm chủ quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc. Chuyên gia này cũng nói những gì Trung Quốc phản đối là các cuộc tập trận và tuần tra chung ở Biển Đông có sự tham gia của Philippines và các nước bên ngoài, đặc biệt là những nước nhắm vào Trung Quốc, một phát biểu ám chỉ đến cuộc tập trận chung gần đây của Philippines với Mỹ, Úc và Canada. Biên giới ở vùng Kurs thất thủ quân tiếp viện của Nga ồ ạt kéo đến để ứng cứu. Kính thưa quý vị, quân đội Nga đã rầm rộ kéo đến vùng cớt để tiếp viện trong bối cảnh khu vực biên giới phía Tây nước Nga thất thủ trước các lực lượng Ukraine. Truyền thông Nga hôm 9 tháng 8 đã chia sẻ video về một số xe tải quân đội và các phương tiện quân sự khác đang kéo đến vùng cớt. Đoàn tiếp viện được đài Zvezda của Nga mô tả có xe tăng được kéo trên Remok, pháo kéo, xe chở quân, hệ thống pháo phản lực, phóng loạt đạn nòng BM-21 Grad. Kênh điều tra độc lập Ozansvo cho biết họ có thể xác định thông qua các biển báo đường bộ rằng có ít nhất một đoàn tiếp viện đến từ vùng Belgorod lân cận và một đoàn khác đến từ vùng Donetsk do Nga chiến đắng ở miền đông Ukraine. Quân đội Ukraine đã tràn qua biên giới vào sáng sớm thứ Ba, ngày 6 tháng 8, tiến sâu vào lãnh thổ Nga trong những ngày tiếp theo. Sky News trích dẫn báo cáo ước tính có tới 6.000 binh sĩ Ukraine có thể đã vượt biên giới cuộc chiến xung quanh thị trấn xuất ra ở vùng Cớt vẫn đang diễn ra và một số blogger quân sự cho rằng thị trấn này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Các nhà phân tích thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington ước tính lực lượng Ukraine có thể đã xâm nhập sâu tới 35 km, khoảng 20 dặm vào bên trong lãnh thổ Nga. Nga tuyên bố đã đẩy lùi các nỗ lực của Ukraine nhưng không rõ liệu điều này có đúng không. Chính phủ Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc xâm nhập vào vùng cớt và an ninh hoạt động nói chung của lực lượng Kyiv vẫn rất chặt chẽ. Hoa Kỳ cho biết họ không coi chiến dịch ở vùng cớt là hành động leo thang. Ngoài cớt, vùng lân cận Libet của Nga cũng bị ký tấn công. Quân đội Ukraine hôm 9 tháng 8 tuyên bố họ đã tấn công một phi trường của Nga ở Libet trong một cuộc không kích vào ban đêm, phá hủy các kho đạn dược. Truyền thông nhà nước Nga trước đó đưa tin một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn cứ không quân ở vùng Libet, cách biên giới với đông bắc Ukraine, khoảng 280 km, 177 dặm. Những báo cáo này xuất hiện chỉ vài giờ sau khi thống đốc vùng Libet Igor Atmanov thông báo thủ phủ của vùng này đã bị tấn công bằng phi cơ không người lái trên diện rộng. Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố lực lượng của họ đã bắn hạ 75 phi cơ không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm 26 chiếc ở vùng Belgorod giáp biên giới với Ukraine, 10 chiếc ở Libet, 7 chiếc ở Cớt và 13 chiếc ở bán đảo Crimea. Báo cáo cho biết, Tổng thống Vladimir Putin giận dữ khi biên giới đất nước bị quân đội Ukraine đột kích. Trang Moscow Times đưa tin, cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào khu vực biên giới vùng Cớt và Libet đã khiến quân đội Nga sửng sốt và giống như một cú táp vào mặt cá nhân Tổng thống Vladimir Putin. Bốn quan chức Nga đã tiết lộ điều này với tờ Politika Koslov. Cuộc tấn công đang diễn ra được cho đã phơi bày những điểm yếu về phòng thủ của Nga và làm suy yếu chiến dịch tuyên truyền của Điện Kremlin. Tổng thống Vladimir Putin đang trong tâm trạng không tốt. Có lẽ, ông ấy chưa bao giờ cảm thấy như thế này kể từ khi quân đội Nga buộc phải rút lui khỏi Kherson, miền nam Ukraine vào mùa thu năm 2022. Một quan chức tham gia chuẩn bị các sự kiện tại Điện Kremlin mô tả. Vị quan chức này, cùng với các nguồn tin khác của Politica Kozlov, đã phát biểu với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của vấn đề. Một số quan chức nga quen biết tổng thống Putin nhiều năm chia sẻ với Politika Council rằng ngoại hình và nét mặt của nguyên thủ nga trong các lần xuất hiện trước công chúng vào thứ tư và thứ năm cho thấy ông không hài lòng và bực bội với tình hình hiện tại. kể từ khi phát động cuộc tấn công vào thứ ba, lực lượng Ukraine được cho là đã chiếm được một điểm trung chuyển quan trọng của đường ống dẫn khí đốt duy nhất đang hoạt động giữa nga và châu âu qua ukraine khiến giá khí đốt ở châu Âu tăng đột biến. Ngoài ra họ còn tấn công một phi trường quân sự ở vùng Libet, tấn công một đoàn xe quân sự của Nga và buộc hàng nghìn thường dân phải di tản khẩn cấp. Vụ tấn công gây sốc đến mức buộc Tổng thống Putin hôm thứ Tư phải tiến hành học khẩn cấp với các quan chức chính phủ, lãnh đạo quân đội cùng các cơ quan đặc biệt để đánh giá tình hình. Dù thừa nhận biên giới có vấn đề, song ông Putin vẫn né tránh thất bại của quân đội Nga trong việc bảo vệ lãnh thổ khi mô tả cuộc xâm nhập Ukraine là hành động khiêu khích trên diện rộng. Vào thứ Năm, ông Putin một lần nữa bình luận về cuộc xâm nhập mô tả đó là một tình huống và hoàn cảnh. Tuy nhiên, một quan chức Nga thân cận với Bộ Quốc phòng đã mô tả sự cố này là một thất bại và cho rằng nó thậm chí có khả năng gây tổn hại cho Tổng tham mưu trưởng Valery Zerasmov, người đã báo cáo với Tổng thống Putin rằng kẻ thù sẽ bị chặn lại và đẩy lùi vào thứ tư. Bloomberg dẫn lời một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, tướng Zerashmov dường như đã bác bỏ cảnh báo của tình báo Nga rằng quân đội Ukraine đang tập trung gần biên giới với vùng cốt tới hai tuần trước khi cuộc tấn công xảy ra. Theo Politica Kostlov, Điện Kremlin muốn Tổng thống Putin không bình luận gì về vấn đề này. Nhưng các trang web tin tức độc lập của Nga, các kênh YouTube và thậm chí cả các kênh Telegram ủng hộ chiến tranh đã phát tán cấp báo cáo và video cho thấy rõ quân đội Nga đã mất cảnh giác, buộc ông Putin phải có hành động. Ngay sau đó, người dùng trên khắp nước Nga đã báo cáo tình trạng YouTube bị ngừng hoạt động trên diện rộng. Một quan chức chính phủ nói với Politica Kostrot rằng hoạt động của quân đội Ukraine đã khiến ông Putin lo lắng. Người này mô tả đây là một cái tát vào mặt nhà lãnh đạo Nga. Chuyên gia quân sự Israel David Stark lưu rằng mục tiêu hoạt động của Ukraine phần lớn mang tính tuyên truyền, vì các khu vực tiền tuyến quan trọng nhất vẫn nằm ở Donbass, miền đông Ukraine. Giới lãnh đạo quân đội Nga bị chỉ trích sau khi một đoàn xe quân sự ở vùng Cớt bị phá hủy Theo tin từ Moscow Times, các blogger ủng hộ chiến tranh của Nga đang chỉ trích giới lãnh đạo quân sự sau khi các đoạn video lan truyền trực tuyến cho thấy một đoàn xe quân sự của Nga ở vùng Cớt đã bị phá hủy bởi cuộc váo kích của lực lượng Ukraine. Đoạn video cho thấy những chiếc xe tải quân sự bị thiêu rụi được cho là đã được điều đến vùng cớt để tiếp viện cho lực lượng Nga ở đây. BBC Verify cho biết vào ngày 9 tháng 8 rằng họ đã xác định được vị trí của video và xác minh tính xác thực của nó. Bình luận về vụ việc, các blogger chiến tranh cho biết đoàn xe này được cho là đã bị phá hủy bởi hệ thống hỏa tiễn HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất và chỉ trích mạnh mẽ chỉ huy đoàn xe về vụ việc này. Kênh Telegram ủng hộ chiến tranh Virginia ovest Dermitin, người cung cấp thông tin quân sự, gọi người chỉ huy tổ chức đoàn xe là kẻ ngốc. Đi xa hơn, blogger quân sự Roman Alekin kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm trong vụ việc. Kênh Telegram ủng hộ chiến tranh của Nga Raiba có hơn 1,2 triệu người đăng ký, thì mô tả những cảnh quay gần đây từ vùng cớt cho thấy gần 3 năm giao tranh vẫn chưa dạy cho một số người bất cứ điều gì. Theo kênh Telegram Musk, cơ quan an ninh liên bang FSB của Nga đã bắt giữ một cư dân cớt vì đã quay phim đoàn xe quân sự bị phá hủy vào cuối ngày 9 tháng 8. Ukraine khẩn cấp di tản 20.000 cư dân ở khu vực biên giới rất danh với Nga Kính thưa quý vị, chính quyền Ukraine đã ban hành lệnh di tản khẩn cấp khoảng 20.000 cư dân ở khu vực phía đông tỉnh Sumy rất biên giới với Nga. Lệnh này ảnh hưởng đến 28 địa điểm đang nằm trong tầm hỏa lực của Nga Cảnh sát quốc gia Ukraine cho biết hôm thứ sáu, ngày 9 tháng 8, trên dịch vụ trực tuyến Telegram, lực lượng an ninh địa phương đã có mặt để hỗ trợ người dân nhanh chóng rời đi. Tỉnh Sumy giáp với vùng cốt phía tây nước Nga, nơi lực lượng Ukraine đã tràn qua biên giới vào hôm thứ ba. Những ngày qua, quân đội Nga đã đáp trả bằng cách tăng cường đáng kể việc sử dụng bom dẫn đường vào khu vực biên giới với tỉnh Sumy. Dù Kiev vẫn chưa bình luận trực tiếp về chiến dịch ở vùng Cớt, tuy nhiên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối thứ Năm đã nói rằng Nga đã gây chiến với Ukraine và bây giờ họ nên cảm nhận những gì mình đã làm. Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ phát hiện hàng trăm mảnh vỡ hỏa tiễn Trung Quốc bay trên quỹ đạo trái đất. Theo trang tin Newsweek, hàng trăm mảnh vỡ đang bay quanh trái đất sau khi một hỏa tiễn của Trung Quốc phát nổ trên quỹ đạo vào hôm thứ Ba, ngày 6 tháng 8, tạo ra mối nguy hiểm tiềm tàng cho các vệ tinh. Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ có thể xác nhận sự cố hỏa tiễn Trường Trinh 6A của Trung Quốc đã phát nổ sau khi được phóng vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, dẫn đến hơn 300 mảnh vỡ có thể theo dõi được trên quỹ đạo trái đất tầm thấp, LEO, tuyên bố hôm 8 tháng 8 của Bộ Tư lệnh Không gian Hoa Kỳ cho biết. Bộ Tư lệnh cũng nói thêm rằng họ không phát hiện ra mối đe dọa tức thời. Bộ Tư lệnh Không gian Anh đã đưa ra một tuyên bố tương tự vào ngày 7 tháng 8, trong đó cho biết quá trình phân tích vẫn đang tiếp tục để đánh giá các mối nguy tiềm ẩn đối với các vệ tinh của Anh. Hỏa tiễn Trường Trinh 6A được phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, phía Bắc Trung Quốc, mang theo lô 18 vệ tinh liên lạc đầu tiên của tròn sao ngàn cánh buồm thuộc Công ty Công nghệ vệ tinh Shanghai Spacecom. Sứ mệnh trên là tham vọng của Trung Quốc nhằm tạo ra một mạng băng thông rộng toàn cầu tương tự như mạng Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk cung cấp. Slingshot Aerospace, một công ty chuyên về phân tích và mô phỏng không gian cho biết họ đã xác định được hơn 50 mảnh vỡ từ hỏa tiễn trường trinh của Trung Quốc gây nguy hiểm đáng kể cho các vệ tinh quay quanh quỹ đạo trái đất ở độ cao dưới 500 dặm, khoảng 804 km. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA xác định một vệ tinh nằm trên quỹ đạo trái đất tầm thấp là vệ tinh ấy nằm ở độ cao dưới 2.000 km, 1.200 dặm so với bề mặt trái đất, một khu vực thích hợp hơn cho việc liên lạc và quan sát. Giác vũ trụ di chuyển với tốc độ cao lên đến 18.000 dặm một giờ, khoảng 28.900 km một giờ. Do đó, ngay cả những vật thể nhỏ cũng có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho tàu vũ trụ, bao gồm cả vệ tinh, được sử dụng cho mục đích liên lạc, dự báo thời tiết, an ninh quốc gia và dẫn đường. Một sự cố tương tự xảy ra vào tháng 11 năm 2022, khi tầng trên của một hỏa tiễn trường trinh 6 khác bị vỡ thành nhiều mảnh, NASA cho biết họ đã lập danh mục 533 mảnh vỡ từ hoạt tiễn của Trung Quốc vào cuối tháng 1 năm 2023. Cảnh báo về vũ khí hạt nhân của Hàn Quốc giữa sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên Kính thưa quý vị, một trong những quan chức cấp cao của Hàn Quốc đã cảnh báo rằng việc đất nước này phát triển vũ khí hạt nhân có thể gây ra thảm họa, đồng thời kêu gọi các biện pháp hòa bình để ngăn chặn các mối đe dọa leo thang hạt nhân của Triều Tiên. Bình luận của ông được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lời kêu gọi trong nước về việc sở hữu vũ khí hạt nhân để đáp trả mối lo ngại ngày càng gia tăng về ý định của Bình Nhưỡng. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters vào hôm 8 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin won sik cho biết, Liên minh giữa nước này với Hoa Kỳ sẽ có một vết nứt lớn nếu Seoul quyết định theo đuổi kho vũ khí hạt nhân trong nước. Bộ trưởng Shin nói thêm rằng, điều này cũng đòi hỏi Hàn Quốc phải rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân, NPT. Trong khi NPT cho cho các quốc gia quyền rút lui nếu quyết định rằng các sự kiện bất thường liên quan đến nội dung của hiệp ước này đã gây nguy hiểm cho lợi ích tối cao của quốc gia đó. Bộ trưởng Xin cho biết, động thái như vậy sẽ gây ra cú sốc ngay lập tức trên thị trường tài chính của chúng tôi cũng như thị trường quốc tế. Hàn Quốc cho tới nay vẫn duy trì chính sách không phổ biến vũ khí hạt nhân kể từ khi ký kết hiệp ước vào năm 1975. Tuy nhiên, theo Newsweek, những nỗ lực dai dẳng của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nhằm củng cố khả năng hạt nhân, bất chấp sự lên án của quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an đã dẫn đến việc Hàn Quốc phải đánh giá lại lập trường của mình. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm vào tháng 6, Bình Nhưỡng có đủ vật liệu, plutonium và uranium làm giàu để sản xuất tới 90 đầu đạn hạt nhân. Bản thân ông Xin trước đây đã cảnh báo rằng quá trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên được cho là đang trong giai đoạn cuối để đáp lại những cảnh báo này, cùng hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, các quan chức Hàn Quốc đã kêu gọi nước này phát triển kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Năm 2023, Tổng thống Yoon suk yeol đề xuất rằng Hàn Quốc có thể cân nhắc sở hữu kho vũ khí hạt nhân của riêng mình nếu tình hình với Triều Tiên không được cải thiện. Tuy nhiên, xét đến hậu quả tiềm tàng, ông Shin cho biết cách dễ nhất, hiệu quả nhất và hòa bình nhất để ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên là tăng cường khả năng dân đe mở rộng của chúng ta. Dân đen mở rộng là tên gọi của hiệp ước phòng thủ giữa nước này với Hoa Kỳ, trong đó nêu rõ cam kết của Washington về việc đồn trú quân đội tại Hàn Quốc, tham gia các cuộc tập trận quân sự chung và cung cấp chiếc ô hạt nhân cho quốc gia này bằng chính vũ khí của mình. Vào tháng 4 năm 2023, Hoa Kỳ đã đồng ý khai triển tàu ngầm hạt nhân đến Hàn Quốc, mặc dù lời hứa này được đưa ra để đổi lấy việc Seoul từ bỏ kế hoạch phát triển vũ khí hạt nhân. Vào tháng 7, hai nước đã ký những hướng dẫn đầu tiên về dân đe hạt nhân chung, theo tuyên bố chung của cả hai tổng thống, sẽ chống lại mối đe dọa hạt nhân đang gia tăng từ Triều Tiên, đồng thời góp phần vào phi hạt nhân hóa hoàn toàn bắn đảo Triều Tiên. Thưa quý vị, bản tin trưa của Đại Kỷ Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp quý vị trong các bản tin tiếp theo.